mến chào tất cả mọi người. Mỹ chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của Mỹ. Thì ngày mới Mỹ cũng chúc tất cả mọi người xem clip thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha. Ngày hôm nay nghe Mỹ thì cũng đang chạy ra lại để đi lặn biển. Thì hôm qua khi Mỹ lặn thì khá là bội thu luôn. Thì hôm nay thấy cứ cái điểm nào mình lặn có bội thu với mọi người, mình sẽ tới điểm đó là để làm lại. Nhưng mà cái điều ngày hôm nay thì ghi Mỹ lặn có thì cũng có rất nhiều chiếc ghi lặn như ghi Mỹ thì cũng theo ghi Mỹ ra cũng quá nhiều luôn đó. Lớp thì ghi giả thì sáng ngày thì giả vào lặn đi, còn lặn đi thì giả lại ra lại đó, cứ thay phiên nhau thôi, người buổi sáng người bữa tối thay phiên làm nha. Thì giả cào ban đêm, còn lặn thì bị lặn ban ngày. Chỗ Mỹ thì cũng ít khi đi lặn đêm lắm, chỉ lặn giờ sáng ban ngày thôi. Lặn từ 4 giờ mấy anh em đi ra tới điểm lặn thì khoảng tầm 6 giờ rồi. Mấy anh em lặn tầm khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Thì một ngày mình lặn được 2 ca. Một ca cỡ 2-3 tiếng mình lên mình nghỉ mệt, xong mình nhảy lại mình làm thêm 2-3 tiếng nữa rồi mấy anh em lên chỉ chạy thôi. Đó, ngày hôm nay thì cục trời cũng chỉ toàn mây không thôi. Ở một khi là hôm qua thì biển rất êm, nhưng mà hôm nay thì đó mọi người xem toàn là những lượng sóng cao không thôi. Đó, hiện tại thì cũng sắp có bão hay là gì đó rồi đó. Mặt trời thì hôm nay lên thì cũng rất là sáng luôn. Đây, hiện tại mấy em cũng mới vừa ăn cơm xong thì mấy anh em ăn cơm xong thì chuẩn bị để vào đồ thôi, chứ cũng như mọi khi mấy anh em thường làm thôi. Thôi Mỹ cũng chỉ chuẩn bị vào đồ để tiếp tục lặn biển ngày mới luôn nha. Giờ thì Mỹ cũng mời tất cả mọi người cùng đồng hành với mấy anh em để ra lại để thả nữa nha. Tới cái ổ hồ qua lại mấy anh em sẽ tiếp tục để lặn những con. Hôm qua thì ghi Mỹ có 2 chiếc thôi, hôm nay thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chiếc, ghi Mỹ nữa là 10 chiếc. Giờ Mỹ sẽ ra nhảy thôi. Thì giờ cũng đã chuẩn bị xong. Độ sâu chỗ này thì nó chỉ 5 sải tay thôi cả nhà, nước rất là cạn luôn. Đó, nước trên mặt thì rất là dơ. Thì Mỹ nhìn xuống dưới thì rất là trong. Do cái nó thiếu ánh sáng ở trên mặt, do một lớp trong view của mọi người nó chỉ ánh sáng lại thôi. Ngày hôm nay thì Mỹ nhìn thì theo thì nước rất là lừa luôn. Mỹ độ chắc sắp có bão rồi nè, nên nước mới lừa thế này. Nhưng mà nó lừa như thế này nhưng mà nước cũng thanh rất là đã. Mỹ gặp được một con bạch tuộc đầu tiên. Đó, nó đang núp ở đây đó, mọi người thấy chưa? Nước nó lừa quá là trời luôn. Lừa dơ nữa. Đó, toàn là bụi không? Những cái bụi cẳng mọi người. Đó, mọi người thấy nó đi không? Thêm một con ốc đá thế này. Đây, một con ốc đá nữa nè. Ốc tỏi thì không thấy nữa cả nhà. Chỉ nãy giờ Mỹ bắt được mấy con ốc đá với mấy con bạch tuộc, nhưng mà ốc tỏi bây giờ chưa thấy. Đây là một con ốc giấy. Đó, ốc giấy thì cái mánh nó thì chà bá luôn, khỏi phải mình nhìn quan sát cho kỹ thì nó rất là to. Con quỳ xương đó, rất là đẹp luôn, y như cây cẳng ken. Nghĩ lại gặp được một con bạch tuộc.
con ốc đá nữa nè. À, ốc đá thì nó đi lúc nào nó cũng để lại một cái đường đi. Thường thì ốc đá, ốc mỡ nó mọc bò đi lắm cả nhà, chứ nó không ít khi mà nó ở lại một chỗ đâu. Nó chủ yếu nó đi gì, nó đi kiếm ăn thôi. À, một con ốc đá nữa là hai con. Cuối cùng thì Mỹ phát hiện được hai con ốc tỏi rồi nè. Đó, sớm giờ Mỹ chỉ bắt được con ốc tỏi nào luôn đó. Mới xuống đây thì Mỹ bắt được hai con. May quá, hai con này nó đều lòi lên cái vỏ lên luôn, cũng chắc là dễ thấy. Hình như do nước lửa mọi người, ốc tỏi nó cũng trốn đi một phần rồi, nên mình chẳng thấy ốc tỏi nữa. Có con nào thì nó đói bụng nó bò lên thì mình thấy thôi, còn có con nào mà nó no thì nó sẽ đùng xuống sâu cái đó, trốn luôn. Khi nào biển êm gió lặng thì nó sẽ chui lên. Một con ốc tỏi nữa nè. Đó, có con thì mình thấy mánh có con thì nó trốn kỹ lắm, không có thấy nó đâu. Do nước lửa mọi người nó cũng lấp những cái dấu lại rồi. Một con sò bánh tráng nữa nè. Đó, sò bánh tráng này nước lửa nó lấp lại mà muốn không thấy luôn đó. Bánh tráng này bự với lại nó dày nên Mỹ sẽ bắt luôn. Thêm một con sò bánh tráng nữa. Đây, nó nằm dưới đây chắc chắn. Có, mọi người thấy không? Đắt thì nó lừa nó lấp lại luôn. Con ốc đá nữa nè. Thì có một con ốc tỏi nữa. Đây. Rồi. Ốc tỏi này nó bé quá cả nhà. Bé quá, nên Mỹ cũng không có bắt. Đây, Mỹ lại phát hiện được một con. Lâu lắm rồi, lâu lắm mới gặp được một con nha. Ốc tỏi hết rồi sao đó, hay là nó trốn nữa, mình cũng không biết. Đây, thêm một con nữa nè. Mỹ cứ tưởng đâu là con ốc tỏi chứ, ai nhầy là một con ốc đá. Cái dấu nó y như con ốc tỏi luôn. Mỹ đợi con ốc đá này nó đang ăn cái gì đó. À, cả nhà xem nè, con sau 9 cánh giờ còn có 2, 4, 6, 7 cánh thôi. Rồi, chúc mánh rồi cả nhà. À, đây là mọi người biết cái dấu lặn đường đi của con nào không? Đó, mọi người xem nè, đó, quá là đã luôn, một con ốc hương. Ốc hương thường đi bỏ lại một cái đường nhớ như vậy cũng chắc là dễ biết lắm cả nhà. Đây, ốc hương này cũng khá là to nha, hiếm lắm mọi người. Giờ ốc hương này cũng hết mùi rồi nên cũng hiếm lắm, lâu lâu mình mới phát hiện được vài con thôi, chứ không có gặp ổ như đầu mùa mình thường gặp ổ hơn. Một con sò mai lớn này cả nhà. Và wow, các nhà xem nè, một cái vòi rất là to luôn. Đó, chắc các nhà cũng nhận ra được cái vòi đây rồi ha. Là một con sò lõi nha. Mỹ nghĩ con sò lõi này rất là to. Đó, cái vòi chà bá luôn. Mình mỗi khi bắt được một con sò lõi to như thế này rất là đã luôn, chắc là phấn khích nha. Mỹ phát hiện hai con bạch tuộc nhưng mà một con đã chạy rồi. Nó thấy Mỹ nó chạy, còn một con này rất là tiếc luôn. Nó chạy xa lắm rồi người, nó chạy mất dép luôn, không thấy nó. Wow, Mỹ phát hiện được một con mật hang nữa nè. Để Mỹ lấy chỉ cho nó ăn nha. Hôm nay thì mấy em bỏ chỉ đi theo. Còn mấy bữa trước thì không có bỏ chỉ, toàn là tâm mình móc đó mọi người, móc toàn là chạy không thôi. Có chỉ là không được, không giờ chạy được nữa đâu. Đó, thấy chưa? Có chỉ mình dễ ăn hơn, nó không có sợ. Có một con ghẹ ba chấm nữa kìa cả nhà, là con ghẹ mặt trăng đó. Để Mỹ bỏ con bạch tuộc đi vào nha. Đây, quá là đã luôn. Con này tầm khoảng 2-3 lạng.
con bạch tuộc nó chạy dầm mọi người chết là tí luôn, bạch tuộc nó cũng to lắm, chạy mắt rồi. Mỹ lại gặp một con bạch tuộc nữa này. Một con ốc đá với một con cá mối thửng. Ok, Mỹ đã chỉ chính xác rồi. Đó, cá mối này chủ yếu về mình nấu chua hoặc là cháy, hoặc là mình hơi khô ăn. Hơi khô ăn nướng hoặc là chiên ăn cũng ngon lắm cả nhà. Đây, có ốc tỏi bự chưa? Con ốc mỡ nữa này cả nhà. Đó, điểm này ốc mỡ, ốc đá thì có đầy đủ nhưng mà ốc đá nó nhiều hơn ốc mỡ. Con ghẹ mặt trăng nữa này. Đó, còn gọi là con ghẹ ba chấm tại vì nó có ba cái chấm mọi người. Đây, một con ghẹ nữa nè. Wow, cả nhà xem nè. Con ghẹ này không biết vì sao bị gãy quy gãy cày hết rồi, giờ chỉ còn một cái quy duy nhất thôi. Wow, nhưng mà có thể con này nó có thể sống nữa nha. Chuyện gì cũng hên xui cho cả nhà, nếu mà chỗ này có bạch tuộc chắc chắn là Mỹ nghĩ nó không có sống nổi đâu. Một con cá thửng nữa nè. Cá thửng thì nó nằm lấp dưới đất cũng khó thấy lắm cả nhà. Wow, có ốc tỏi nữa nè, hên chưa? Có ốc tỏi là rất là may mắn luôn cả nhà. Tự nhiên bò tới Mỹ. Cái dấu này là của con ốc giấy. Đó, cái dấu ốc giấy thì nó rất là to, dễ nhận biết lắm. Ốc tỏi nữa này cả nhà. Cái điểm này hình như đã hết ốc tỏi rồi hay sao đó. Sớm giờ ốc tỏi rất là dai luôn. Lâu lâu mới được một con thôi, chứ không có nhiều như hôm qua nữa. Thêm một con cá thửng nữa nè. Đó, bạn kiếm vài con về để nấu chua ăn thôi cả nhà. Đó, bây giờ Mỹ bắt được cũng 3-4 con gì rồi. Wow, con quỳ bông này đẹp chưa nè, nó có 3 màu luôn, trắng vàng lợ màu tím lợ màu đen lợ. Wow, các nhà nhìn thấy là đẹp ha. Những con bông quỳ này nó có nhiều màu lắm, màu đây là cũng quá đẹp rồi, còn có thể gặp màu đẹp hơn nữa. Con quỳ thảm cái này cả nhà. Đó, con quỳ này nó cũng có rất là nhiều màu, với lợ nó nhiều loại nữa. Mỹ nhìn cái nó có một cái màu tím bầm ở trên những cái cọng rong đó mọi người. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Con này nó có thể màu đỏ, màu đồ nữa mọi người. Với lượng màu mắm vuốt, nhất là màu mắm vuốt là màu đẹp nhất. Đó, rất là đẹp luôn. Con sò điệp bay. Đó, con sò điệp bay là duy nhất hồi sớm giờ Mỹ mới bắt được một con này thôi. Còn cá mó này cả nhà. Cá mó này cũng khá là to, nhưng mà Mỹ không có bắt đâu, Mỹ chỉ ghi hình cho mọi người xem thôi. Tại vì cá mó chỗ này cũng ít khi gặp lắm. Không như ngoài tàu thì nó nhiều, mình bắt nó nhiều dễ ăn hơn. Còn ốc mỡ nữa nè. Con nhum trắng. Đó, con này là con nhum. Nhum này chỗ Mỹ thì không có ai ưa chuộng ăn đâu. Mấy con này có chỗ thì nằm nhiều lắm cả nhà. Con ốc mỡ nữa nè. Con ốc mượn hồn. Đó, ốc mượn hồn này nhìn rất là to luôn. Một con ốc đá nữa này.
Đó, ốc đá nó bò, nó thường bò lắm. Bò mình cũng dễ phát hiện hơn. Tại vì mình thấy cái đường đi nó mọi người. Bị phát hiện được một cái dấu tích của con ghẹ. Đó, mọi người thấy không? Rất là khó thấy đúng không? Đây, đó, Mỹ thấy ngay đó đó. Đó, Mỹ chủ yếu mình thấy hai con mắt của nó. Rồi, xong. Hai chi con ghẹ này nó kẹp Mỹ không có đau. Thì nó ốp rồi cả nhà. Rồi, mấy con ghẹ này ốp thì thịt nó cũng ít lắm. Nó không có được nhiều. Đó, mềm xìu thôi. Nó rất là hung dữ nha, ghẹ này nó hung dữ lắm. Cái loại ghẹ này mà mình thả ra mà mình nhìn thấy nó mọi người, nó chạy không có xa đâu. Nhiều khi mình quay mặt qua chỗ khác thôi là nó có thể chạy mắt tích luôn, không có thấy nó luôn đó cả nhà. Cái con ghẹ này Mỹ không biết vì sao, hình như là nó chạy theo cái ánh mắt của mình ấy. Mắt mình mà nhìn nó thì nó không có chạy đâu. Chỉ cần mình không nhìn nó là mình quay lại là không thấy nó nữa. Nó hay cái đó đó cả nhà. Nước thanh thì mấy con ghẹ này nó mình nhìn nó cũng không có chạy lại mình đâu. Còn mà nước mờ thì mình sẽ chạy không lại nó. Một con sò mai bự nữa nè. Thêm con sò mai lớn nữa nè. Đó, mình mới bắt con kia xong thì chạy vài bước thì thêm một con nữa. Mai chỗ này thì mai to không thôi. Mình nhìn thấy cái dấu lằn đường đi của ốc đá nữa nè. Con bạch tuộc đang làm nhà này các nhà. Đó, nó đang chuẩn bị chôn, cũng như là nó đang chôn cái quả ốc này, nó để trốn thôi. Bạch tuộc khá là to ha. Rồi, con sò ngọt này bị có ốc mỡ mọi người. Đây, đó, bị ốc mỡ bắt được rồi. Nếu mà Mỹ không bắt gặp được chắc con sò ngọt này cũng chỉ còn lại vỏ thôi. Nếu mà một khi con ốc mỡ này nó đã bám vô rồi, bám vô rồi thì không có thả ra được đâu. Nó chỉ mình làm nó thả ra thôi, y như là một con đĩ thôi, nó bám rất là chắc luôn. Thêm một con sò ngọt nữa nè. Sò ngọt chỗ này thì nó không có được to, nó chỉ vừa vừa thôi mọi người. Cũng có con thì to lắm. Phía trước mặt Mỹ là ông anh Út nha. Sò dai lắm cả nhà. Cái này mà chạy cứ chạy thôi. Cứ chạy đi tìm những con ốc tỏi mình bắt thôi. Mà cũng rất là dai luôn. Lâu lâu mới được một con hải sản mình bắt thôi. Con bạch tuộc đang trốn dưới này nè. Đó, nó thấy Mỹ thì nó nếp xuống. Bạch tuộc toàn là bạch tuộc to to con thôi, đã quá. Mỹ vừa chỉ con cá tách thửng thì Mỹ phát hiện ra được một cái dấu ốc tỏi rất là to luôn. Và thêm một ốc tỏi to nữa nè. Và quá đã luôn.
Đó, Mỹ đâu có thấy con ốc tỏi này đâu, Mỹ chỉ được con cá mó này Mỹ mới phát hiện ra được là con ốc tỏi nằm ngay sát bên luôn. Con bạch tuộc đang trốn nữa nè. Đầu tiên mới bắt được một con ghẹ, ghẹ xanh, chỗ Mỹ thường gọi là ghẹ nhàng. Đó, con ghẹ nó chỉ có một cành thôi. Đây là ông anh hùng, ý ông tới ông chỉ Mỹ là có ai bỏ con đồng đột vào ổ của Mỹ, Mỹ đó thừa là ổng cho đi là không phải là ổng. Đó, đây là một con hái sâm, có ông anh nào chơi sắt lấy bỏ vào vợ hậu của Mỹ. Còn đây là ông anh nhỏ. Đó, anh nhỏ đang chào mọi người nha. Anh nhỏ thì cũng rất là vui, vui vẻ lắm cả nhà. Không đó, hù anh nhỏ hù cả nhà đó cả nhà. Wow, con ốc tỏi này cũng khá là to luôn nè, đã nhìn ốc tỏi to đã lắm cả nhà, sướng cầm lên sướng cái tay lắm. Một con sò ngọt nữa nè. Đó, cứ một đường kỹ sản là một con sò ngọt thôi. Con sò ngọt nữa nè. Toàn là sò ngọt rong rong không thôi cả nhà, chứ ít có sò ngọt to quá. Một con sò lông nè. Đó, có một con này duy nhất một sáng giờ đó cả nhà. Sớm giờ Mỹ bắt được một con sò lông này. Mỹ chạy xuống này thì phát hiện quá trời là cá luôn. Nãy giờ mấy con cá này cứ chạy theo sau Mỹ thôi. Mỹ chạy phả bụi lên đó mọi người, nên nó chạy theo nó ăn. Giờ Mỹ sẽ đập con sò mê ca này ra để giữ cho nó về nó ăn nha. Giờ Mỹ sẽ ghi hình lại cảnh cá tụ hợp về ăn con sò mê ca này. Giờ Mỹ mời cả nhà cùng theo dõi bầy cá này nha. Nó tới ăn con sò mê ca này nhanh lắm. Đó, quá trời là cá luôn. Thank you.
khoảng 2 phút mấy đồng hồ thì con phòng BK cũng gần hết rồi. Mình nghĩ nếu mà Mỹ không quay chắc tầm khoảng 2 phút là hết thôi. Do Mỹ quay á mọi người, nó cũng có con nó nhát, nó không dám vào đâu. Có con thì nó dạy thì nó vào nó ăn. Đó, loại cá này nó dĩ mau lắm. Con ốc mỡ này khá là to luôn. Đó, cái đường đi rất là to. Làm Mỹ mất hồn luôn cả nhà. Mỹ đang bắt con ốc mỡ này, ổng chạy tới ổng tính giật Mỹ mất hồn đó. Tại ở dưới nước yên tĩnh đó mọi người. Một con bạch tuộc nữa nè. Bạch tuộc này cũng khá là to luôn. Giờ thì cũng đã tới giờ lên chạy rồi cả nhà. Đó, giờ mấy anh em sẽ lên. Thì giờ thì Mỹ mời cả nhà cùng xem Mỹ lên trên kia để xem thành quả của ngày hôm nay của 8 anh em nha. Đây là thành quả sớm giờ của 8 anh em. Thì ngày hôm nay kia Mỹ thì đi có 8 anh em thôi. Thì có hai ông anh đi quá lô thì cũng đã dời kia đi lại rồi. Đó, ngày hôm nay 8 anh em bắt hải sản rất là ít luôn. Đó, ngày hôm nay thì cũng có được gần một can ốc tỏi như thế này thôi. Đây, ốc tỏi hết rồi cả nhà. Hôm qua kia Mỹ gặp được lợp nó bắt hết rồi. Giờ cũng ít lắm. Đó, được can này, can sò mai. Cũng nửa can ốc bông. Đây, cũng một tính sò lộn xộn nha. Đó, thì sò lộn xộn lượng tính đây thôi. Bánh tráng điệp bay mây cá mọi người. Đó, được tính đó. Quay cái thùng này này, mấy này. Xin hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.